Tập 17 Trên đời này có một loại võ công Có thể hấp thu công lực của người khác Lão già này đã phế võ công của ta Ta sẽ tìm 10 người có võ công cao hơn Hút lấy công lực của họ Bây giờ võ công của ta đã cao hơn trước Hấp công đại pháp Không ngờ các người lại dùng loại công pháp độc ác này Các người <laughs> không những hút mất công pháp của người khác Còn hút lấy khí huyết của người ta Khiến họ cuối cùng phải khô héo mà chết Lão hòa thượng Người xuất gia không nên lo chuyện thế tục Người lại chuốt lấy cái khổ bây giờ ta sẽ chém đầu của ngươi nè kể đến thứ bậc vẫn chưa tới lượt các ngươi ra tay lão già này đã phế vô công của ta ta phải đích thân lý mạng của hắn nửa sạch thù hận kể đến thứ bậc tuổi tác chúng ta đúng là không lớn bằng ông có thể cậy và lên mặt nhưng mà hai phu thê ta là người đã tìm lão hòa <laughs> thượng trước quy tắc giang hồ theo trình tự cũng phải để chúng ta giết lão trước nếu ta không đồng ý thì sao người muốn ăn chặn sao muốn đánh nhau hả hai chọi một chẳng lẽ ông sợ sao <laughs> ta không muốn ý lớn hiếp nhỏ cán đồng hổ đang ở đây đó bây giờ tranh chấp nội bộ với ai đều không có lợi ta thấy tốt nhất để cán thiên hổ quyết định ai sẽ giết hai tên hòa thượng đây ta không có ý kiến ta cảm thấy tốt nhất để trưởng môn chúng ta đến sẽ quyết định tên phương trưởng này là ta bắt về ta cũng muốn giết hắn đem thuộc cấp của hắn treo trong tàng thi động của cán thiên hổ chúng ta ở đây đã có bốn thành viên đông nam tây bắc của cán thiên hổ và một trưởng môn vì muốn giết chúng ta bọn họ thật sự đã khổ tâm lắm rồi bọn họ đến đây đều có mục đích Bọn họ không giết chúng ta Sẽ không có cách nào giao phó Trời không tuyệt đường người ta Phật tổ trong lúc một ai đó gặp nạn Vẫn cứ giải cứu người gặp nạn đó Huân hồ Bây giờ vẫn chưa đi đến bước sơn cùng thủy trận Giải đi lẽ chúng ta đã đến quỷ thành Quê... Dương sắp xuất hiện rồi Người dưới kia là ai sao lại không quỳ xuống Đây là quyện nha của Dương Triều Đại thành Các người cả gan miệt thị Đại Thanh sao Các người ai nấy cũng ăn mặc như một tên ăn mày Trên mặt còn dán bùa Người biết thì tưởng là nha dịch Người không biết còn tưởng là cương thi đó ả ranh con vô tri kìa, ngươi biết cái gì các ngươi đây là huyện nha hay là đạo tràng những lá bùa các ngươi dán ở trên mặt là để trấn áp tên yêu nghiệt dùng giải đen trùm đầu đang ngồi trên kia sao cô đừng nói bậy từ trên công đừng là lão gia của chúng ta quan quyện của các ngươi có phải có gương mặt rất xấu xí không dám gặp người không nếu không sao lại dùng giải đen che mặt trái lại ta rất muốn xem vị quan quyện này có gương mặt thế nào sao lại có phẩm vị đặc biệt đến như vậy dưới kia là ai quan gia ta là nhị đại tử thiếu lâm trí quan còn ngươi là ai Ta là ai Ngay cả hòa thượng ta cũng không cho biết Ngươi là một người ngay cả gương mặt thật ta còn không thấy Ngươi cảm thấy ta có nói không To gan Sở dĩ ta dùng vải đen che mặt Là gì lợi dân an bang Không phải giống như ngươi nghĩ gương mặt xấu xí Không dám gặp người khác đâu Ờ vậy sao Vậy ngươi gỡ vải đen xuống cho bổn cô nương xem mặt đi Đại sư nói rồi phải 7, 7, 49 ngày sau mới gỡ được Hơn nữa Ngươi là dân Ta là quan, Ngươi kêu ta gỡ thì ta gỡ ta còn quan quy gì nữa không <laughs> cô nương cô đừng cười nữa cô nên thành thật khai báo tránh chịu nỗi khổ gia thật ta thấy người muốn biết thì phải bổn cô nương không cho ngươi biết là muốn tốt cho ngươi thôi tốt cho ta sao tốt như thế nào từ nhỏ ta đã gặp nhiều tai kiếp trong thôn có một cao nhân nói là nếu ta muốn bình an suốt đời thì không thể nói cho người khác biết ta họ tên là gì nhà ta ở đâu nếu như ta nói ra ta sẽ bị trời phạt đó điêu phụ nếu ngươi không nói ngươi không nhẫn bị trời phạt hơn nữa còn có tay kiếp đổ máu cuối cùng chúng ta đã thoát ra ngoài tại sao chúng ta phải tháo chạy đúng rồi tại sao chúng ta phải chạy chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ mà ta nhìn thấy hồng sát tháo chạy trước kêu to một tiếng chạy mau nên bọn ta mới tháo chạy thấy mọi người tháo chạy nên ta mới chạy theo hồng sát ta sao phải tháo chạy sư phụ họ còn đang hỗn chiến ngươi lại kêu bọn ta tháo chạy để sư phụ họ ở lại đó một mình như vậy là có ý gì người khiến bọn ta trở thành người bất nhân bất nghĩa trong lúc máu chốt bỏ rơi sư phụ người khiến bọn ta trở thành tiểu nhân sao các ngươi đều trách ta ta nghe cửu sư huynh kêu tao một tiếng chạy mau nên tao mới chạy ra ngoài ta tưởng phương trượng và cửu sư huynh cũng chạy theo chúng ta nào ngờ không thấy bóng dáng họ đâu hết cửu sư huynh và cứu chúng ta đó, phương trưởng và cửu sư huynh có khi nào đã, người khóc cái gì chứ, thật ra chúng ta nên biết hòa thượng là kẻ thù của chúng ta, dạng đại nhân nói rồi, bọn hòa thượng đó vướng tay vướng chân cản trở việc lớn của chúng ta, nếu bọn họ chết, nhiệm vụ dạng đại nhân giao cho chúng ta sẽ được hoàn thành, như vậy chúng ta có thể trở về phục mệnh rồi. Nhưng bọn họ vì cứu chúng ta mới ở lại Chúng ta nên quay lại tìm họ Từ nhỏ chúng ta đã thấy người chết quen rồi Người chết dưới tay chúng ta cũng không đếm xuể Người trở nên có thiện tâm như vậy từ lúc nào Bọn họ khác với những người đó Nếu chúng ta không giết những người đó Những người đó sẽ giết chúng ta Nhưng phương trượng và cửu sư huynh rõ ràng biết chúng ta muốn hại họ Mà vẫn dắt theo chúng ta trên đường đi Phương trượng luôn kiên nhẫn giảng đạo lý cho chúng ta Cửu sư huynh dạy võ công cho chúng ta Từ nhỏ tới lớn có ai đối xử chúng ta tốt vậy không Dạng đại nhân huấn luyện chúng ta biến chúng ta thành quái vật Chưa từng quan tâm chúng ta Không ngờ ngươi lại nói ra những lời này Dạng đại nhân nghe thấy ngài nhất định dặn gãy cổ ngươi Trong mắt dạng đại nhân chúng ta không khác gì một con chó chỉ có phương trượng và cửu sư huynh xem chúng ta là con người ta phải quay lại cứu họ ta cũng muốn quay lại các ngươi bị điên hả mạo hiểm gì hòa thượng các người có phải bị hòa thượng tẩy não rồi không ta không điên người không tỉnh táo là các ngươi đứng lại các người nghĩ lại đi quay lại cứu hòa thượng Dạng đại nhân sẽ không tha cho các ngươi Dạng đại nhân khi chúng ta bám theo hòa thượng ngài bí mật trở về thiếu lâm tự lấy cắp bí kíp giữa lâm trong tàn kinh cát theo kế hoạch ban đầu chúng ta dùng phương trượng và cửu sư huynh đến miếu quan dặn đại nhân nói ngài sẽ họp mặt cho chúng ta trong miếu quan nhưng dặn đại nhân đến nay vẫn chưa đến trước giờ ta cứ tưởng đi theo hòa thượng thì sẽ tìm được dạng đại nhân nhưng không biết tung tích của ngài rốt cuộc chúng ta phải làm sao dạng đại nhân không cần chúng ta rồi không đi theo phương trượng chúng ta có thể đi đâu dạng đại nhân không xuất hiện theo thời gian đã hẹn có thể trên đường đến thiếu lâm tự đã gặp phải biến cố rồi chúng ta nên mau chóng hợp mặt với ngài không sai dạng đại nhân không lý nào bỏ mặt chúng ta chắc là ngày xảy ra chuyện rồi chúng ta đi đi thôi Hả? sao vậy các ngươi không đi theo bọn ta về bên cạnh dạng đại nhân sao về bên cạnh dạng đại nhân muốn làm gì thì làm muốn giết ai thì giết người đó không ai cầm rạp bên tay chúng ta nữa ta không muốn về bên cạnh dạng đại nhân nữa trước đây chúng ta cứ tưởng chỉ có chịu giết người mới vui vẻ nhưng bây giờ ta không muốn giết người nữa cũng không muốn gặp ác mộng hàng ngày bị người ta truy sát nữa Phương trượng vậy chúng ta phóng sanh nói cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có quyền sinh tồn và tự do khiến trong lòng chúng ta đã có từ bi ta bắt đầu cảm thấy ta đang sống như một con người chứ không phải quái vật ai thấy cũng khiếp sợ các ngươi cũng đừng trở về ngày tháng giống như địa ngục đó nữa theo chúng ta quay lại tìm phương trượng đi đi thôi chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao trong lúc chúng ta bị cha mẹ ruột bỏ giống như rác rưởi mặc cho người ta chà đạp bắt nạt ai đã dạy dỗ công cho chúng ta để phòng thân chúng ta có ngày hôm nay đều nhờ vào dạng đại nhân nếu không bị người ta đánh chết ở bên đường lâu rồi các người phản bội dạng đại nhân tức là dông ơn bội nghĩa dạng đại nhân sẽ không tha cho các người đâu phương trượng và cửu sư huynh sẽ bảo vệ bọn ta dạng đại nhân muốn ai đó chết ai đó có thể sống sót không nếu các người đi cứu hòa thượng sau này chúng ta gặp nhau sẽ là kẻ thù nếu dạng đại nhân kêu bọn ta giết các ngươi thì bọn ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu xem ra đã đến lúc chúng ta tách ra rồi các người sẽ hối hận đó nếu các ngươi muốn về bên cạnh dạng đại nhân phải cẩn thận hơn nếu ngày nào đó hối hận Đi tìm bọn ta Đi Đi Hay cho con nha đầu miệng lưỡi khôn khéo Về bốn quan Không hỏi ngươi họ tên là gì Sống ở đâu nữa Nhưng giữa ba ngày ban mặt Ngươi và hòa thượng kia quan hệ bất chính Hiện này là như thế nào Quan gia Ngài đừng ăn nói lung tung Ta là đệ tử Thiếu Lâm Lục căn thanh tịnh Tứ đại giai không Tứ đại giai không Biết đâu là Ngươi cũng như lỗ trí thâm Là sư phá giới thì sao Lão gia kia cũng có học vấn lắm Chuyện lỗ trí thâm là sư phá giới ngươi cũng biết nhưng cuối cùng lỗ trí thâm dẫn lên lương sơn không có cưới hỏi gì hết mà chẳng lẽ người viết truyện cũng đem chuyện khiếm nhã viết vào trong truyện hay sao chứ ừ. vậy chuyện về phan kim liên giải thích thế nào đây điều phụ to gần <laughs> ngươi vừa lên công đường thì đã làm rối tai mắt của bổn hoàng xem ra không cho ngươi chút giáo quấn ngươi sẽ không nhận tối người đâu đánh cho ta nè hoàng gia khoan đã vẫn chưa xử sao có thể dùng hình được qua thượng ngươi có bị điên không chúng ta vốn dĩ không có lỗi hắn không cần phải xử nói cũng đúng quan gia uh, có thể cho tiểu tăng hỏi ngài câu này không người đến quyền nhà là để hỏi tay ta sao nói đi người muốn cái gì các đại nhân trên giá gỗ ở trước cổng sát ma trấn này có phải quan gia phải người giết hay không dạng thọ sơn tướng quân và băng ngọc công chúa có từng xuất hiện trong thị trấn không còn nữa tên thích khách dụ chúng tôi đến đây quan gia có gặp hắn không hòa thượng câu hỏi của người cũng không ít đó nhưng mà người chỉ là một thảo dân hơn nữa còn mang tội ở trên người Tại sao bổn quan phải trả lời ngươi chứ? Tại vì chúng tôi nhận lệnh của hoàng thượng bảo vệ dạng thọ sơn tướng quân của tay lỗ thiên hội và Ban ngọc công chúa họ kinh diễn kiến thánh thượng có thánh vật không thánh vật giao cho tay lỗ thiên hội rồi vậy tức là không có thánh vật giả làm không sai đây là tội chết người đâu giả hai người này xuống dưới sau mùa thu xử trảm được rồi ta nhận tội hòa thượng là phu quân của ta bọn ta khá lâu không gặp ta không kiềm chế được nên mới phạm phải tội này này tiểu thí chủ cô đừng nói bậy nha cô không những bao nhỏ danh tiết của mình mà còn bôi nhỏ đạo hạnh của ta Tướng công Sao chàng dám làm mà không dám nhận vậy hả Cô đừng càng quấy nữa có được không Phu nhân ngươi cũng thừa nhận rồi Ngươi còn xáo bị gì nữa Hoàng gia Ngài chưa nhìn đó thì phải Ta là đệ tử thiếu lâm mà Hòa thượng Ta rất muốn biết Ngươi cứng họng như thế nào Ngươi đâu Đánh cho ta Hòa thượng Nếu ngươi chịu được 50 gậy của họ Ta sẽ cho ngươi biết Ta là ai Một lời đã định Nói là giữ lời đánh đi trí thành bình tâm tĩnh khí dồn hết toàn lực mới ngộ được phật đạo dạ sư phụ sao rồi sư phụ đệ tử thật sự không thấy bình tâm có phải còn có chuyện khó hiểu gì hay không bọn họ bắt chúng ta đến đây một lòng muốn chúng ta chết phía sau lưng nhất định có người sai khiến và người sai khiến này rất có khả năng là người ở trong triều đình nắm giữ chức trọng có thể là ai vậy con có biết hoàng thượng tại sao xem trọng thiếu lâm tự hay không võ công thiên hạ đều xuất thiếu lâm đó là cách nhìn của người đời không phải cách nhìn của đương kim hoàng thượng đệ tử ngu dốt xin sư phụ nói rõ trước đời đường thiếu lâm tự chỉ là thiền tông thịnh đình cho đến lúc đường cao tông vì thập tam côn của thiếu lâm tự có công trợ giúp đường thái tông nên đã trở thành thiên hạ danh sát tăng chúng thiếu lâm tự trở thành tăng binh thường tham dự chiến tranh của đất nước thời kỳ gia tịnh minh triều tăng binh thiếu lâm ở phía nam chống trả xâm lược của giặc hoa nhật bản chốc lát gian danh thiên hạ cho nên điều hoàng thượng xem trọng ở thiếu lâm không phải võ công mà là lòng trung thành tại sao hoàng thượng thường xuyên cùng di sư đốt nên đàm đạo đó là vì thiếu lâm tự chỉ vì nước không vì quyền bất di bất dịch vô càng với lợi ích đây mới là mấu chốt trong chuyện hoàng thượng xem trọng thiếu lâm tự sách ngạch đồ từng tìm đến di sư muốn nhờ ta nói đỡ cho thái tử góp lời trước mặt hoàng thượng để thái tử sớm ngày đăng cơ đây thật ra đều là chuyện của hoàng thượng liên quan đến tranh đấu trong hậu cung hoàng thượng phải suy tính thiệt hơn. Có thể cho thái tử đăng cơ hay không, ngài có bản lãnh trị vì thiên hạ hay không. Điều này không do lão nạp quyết định, cũng không phải là Phật tổ, có thể hứa hẹn điều gì. Nói trắng ra, đó chính là Khang Hy già người nói là làm thế nào thì sẽ làm như thế này. Có đúng vậy không? Người phải vì gian sơn xã tắc của mình đưa ra dự tính lâu dài, cho nên sau đó ta kiên quyết từ chối yêu cầu của sách ngạch đồ và thái tử. Vì vậy bây giờ xem ra, người sẽ khiến quan phủ và thổ phỉ sát hại chúng ta. Nhất định là thái tử và sách ngạch đồ. Là thái tử và sách ngạch đồ? Sư phụ, vậy chúng ta còn chơi gì nữa? Đánh ra ngoài. Vào kinh gặp hoàng thượng đi. Bây giờ di sư, giao cho con một việc. Con ra ngoài, nếu có thể làm tốt việc này, nhất định sẽ quá giữ thành lành. Vậy còn sư phụ thì sao? Con yên tâm đi ta không sao Đệ tử không thể để một mình người ở đây mạo hiểm Sư phụ không đánh trận Không có chuẩn bị trước Còn yên tâm Dạ sư phụ Hòa thượng Người phá hoại miếu quy Dụ dỗ phụ nữ nhà lành Phải đáng tội chết Trái đánh 100 gậy Phải đánh 100 gậy Trước đánh 100 gậy Sau đánh 100 gậy treo lên đánh thêm 400 gậy nữa Nghe rõ chưa Quang gia Ngài có thể đánh ta Nhưng sự thật Không phải như ngài đã nói đâu Ngươi nói không phải là không phải sao Con gái người ta đã nói ngươi là gian phu dâm tặc rồi Ngươi còn gì để nói nữa lại cô ta nói không có đúng Hổng lâu Có cô gái nào tự nói mình là phụ nữ hư hỏng không Là ngươi quyến rũ Vậy hư ả thôi Thanh thiên đại lão gia Ngài nhất định phải xử hắn tội chết đó Nếu không Tiểu nữ chết không nhắm mắt Cô đúng là nhẫn tâm mà <laughs> Ở đây ta đã làm 20 năm quan quyện rồi Xưa nay chưa bao giờ tự quyết định Hôm nay ta phải tự mình xét xử vụ này Người đâu đánh cho ta Đa tạ thanh thiên đại lão gia Ta có giống quyện Thái Gia không ừ. Giống Trên đầu ngài dán bùa Làm sao giống quyện Thái Gia được Ta thấy giống quỷ Thái Gia hơn Ở dâm phụ này Còn trẻ không học lấy điều tốt Làm sằng với hòa thượng xem ra Người cũng muốn ăn đòn rồi Người đâu đánh cho ta Lão gia ta thấy ngài phong lưu phóng khoáng Tướng mạo tuấn tú làm sao ngươi biết ta có tướng mạo tuấn tú Vì ta thấy nhất cử nhất động của ngài Đều rất có nội hàm Nên ta nghĩ nhất định không phải là người bình thường Người nói đúng lắm Người đây quả là tuệ nhãn biết ngọc quý Ta thật sự muốn nhìn gương mặt thật của ngài Ta đoán không có khí chất tống ngọc Cũng có tướng mạo phan an Cô quả là vì cô nương khéo nhìn người Chẳng trách hòa thượng kia rất là thích cô Ngài hãy cho ta nhìn gương mặt thật của ngài đi Cô nương ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng đó <laughs> Ngài cũng nhã nhặn thật đó Cô nương quá khen Đến lúc thích hợp ta sẽ cho cô nương nhìn thấy mặt thật của ta Ê rồi cô nương không được Tuyệt đối không được Các người đều là quan viên của đại thanh Tại sao phải ăn mặc như vậy chứ cô không biết chỗ chúng ta nghèo nàn như thế nào đâu chỉ có cát vàng trong mùa hè tuyết trong mùa đông đại sư nói chỉ cần chúng ta dán bùa trên mặt sa tặc sẽ không đến quấy rầy quả nhiên sau khi dán bùa bọn sa tặc không đến nữa các người đây đường đường là huyện gia đại thanh mà lại quan đường như vậy hả Ai, mà chết được Ai, lão hòa thượng này võ công cũng khá lắm à, ta cũng bại với tay lão rồi võ công của tiểu hòa thượng cũng khá lắm <laughs> các vị thí chủ lão nạp có vài lời muốn nói với lại các vị, lại muốn nói gì đây? Đi, qua xem thử nào. nào. Lão già kia, ngươi muốn nhận tội à? Ta không có tội, làm gì có chuyện nhận tội? Vậy ngươi muốn nói gì? Người xuất gia, tất nhiên nói về Phật lý rồi. <cười> 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 người muốn nói Phật lý với ta, ta còn nghe lầm chứ? Người muốn cảm quá bọn ta sao Người đời đều là bồ đề Ai nấy đều có thiện tâm Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau Ta muốn nhân cơ hội này Giảng Phật lý với các vị Làm sạch nội tâm của các vị Đứng lại Tiểu hòa thượng chạy mất rồi Hắn chạy không xa so đâu Cán đồng phủ, Cán đồng phủ, Cô chừng lão ra đây Đừng để lão chạy mất Được, Được. trong hang động này nóng thiệt đó Lão Hòa Thượng Người có nóng hay không Người hãy mở mắt lên nhìn ta đi Ở đây không có người ngoài Người ngắm nhìn ta đi Không có người đàn ông nào mà không thèm ta Ta không tin Người có thể kiềm chế được à! Hòa Thượng thôi Rượu mà không uống uống rượu phạt Hôm nay ta phải ăn thịt ngươi mới được Xem ra sức khúc của tỷ tỷ vẫn chưa đủ Xem muội đây Phương trượng Ông xuất gia bao lâu rồi Hầu phật cả đời cũng có nghĩa là phương trưởng ông đã bỏ lỡ khá nhiều điều tốt đẹp nhất trong đời. à gì Đà phật ông không biết cái gì gọi là nữ nhân cũng không biết cái gì gọi là niềm vui xuân dày ông càng không hiểu cái gì gọi là nét đẹp thùy mị tất cả niềm vui đều nằm dưới anh hào quang của phật người sai rồi phật tổ bận lắm ngày bận chuyện cai quản trên trời dưới đất Trừng phạt thiện ác trong 82 tầng của tam giới Không thể quản niệm vui trong cuộc sống Và thú vui nam nữ của lão hòa thượng ông đâu Ta có thể cho ông tất cả Ta không chia ông già Tại vì cho đến thời khắc này Ông vẫn còn là thân đồng tử Đánh chết tên hòa thượng này cho ta Nếu cô nương kia không thích hắn Thì hãy để hắn làm giả quỷ đi Ủa? Khoan đã Có chuyện gì đánh xong rồi hãy nói Ta muốn tự tay đánh giải tỏa nỗi ấm ức của ta Đại thanh từ trước tới nay Vẫn chưa có tiền lệ nữ nhân đánh phu quân Hãy đứng qua một bên đi Ta đánh chết tên hòa thượng này như thế nào Điều cô hứa với ta Nhớ tuần thủ lời hứa là được Người đã hứa gì với hắn Ta hứa với hắn Chỉ cần hắn nhận đủ gậy của ta Ta sẽ gả cho hắn hắn là hòa thượng sao có thể cưới vợ được hắn đã hứa cưới ta rồi sự thật chứng minh hắn là sư phá giới còn muốn cưới vợ hay sao ngươi không thể gả cho hắn được tất nhiên ta không gả cho hắn vừa rồi ngươi không phải nói muốn gả cho hắn hay sao chứ ta chỉ nói nếu hắn nhận đủ gậy của ta ta sẽ suy nghĩ gả cho hắn chứ không nói hắn chịu đủ đòn roi thì ta nhất định phải gả cho hắn hắn là hòa thượng ta gả cho hắn không phải ở quá sống sao đúng không ừ, đúng cái gì mà đúng ả à, điêu phụ này còn dám cưỡng yeah. từ đoạt lý người đâu dụng hình với ả à điêu phụ này cho ta để xem ai dám Tên hòa thượng này đã bị trói Để xem còn ai cứu ngươi đây Cổ quan Ngươi không phải đã nói ta có quan hệ bất chính với hòa thượng sao Làm sao ngươi biết bọn ta biết võ công À Ngươi mang theo kiếm Đúng rồi Vì ngươi mang theo kiếm Một cô nương mang theo kiếm Không biết võ công sao Kiếm này chỉ là vật trang trí Không tin ngươi thử đi Có thể lấy đầu trên cổ ngươi hay không Giỏi cho điều phụ này Còn muốn giết cả bổn quan người đâu Đánh cho ta 아야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 <농> 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 Tiểu Hoa Thừa, bỏ bác sư phụ mình, muốn đi gặp Diêm Dư một mình à? Chạy đi, để xem người chạy đi đâu. Hối. Đông người như vậy đánh một cô gái có sức trói gà không chặt thắng vinh quang lắm sao người võ công cao cường bổn quan không thể không đề phòng hòa thượng ta nói với ngươi rồi huyện nha sát mã trấn là âm tàu địa phủ nói sao cũng không tin bây giờ tin rồi chứ gì cô nương cô nói rồi sau khi ta chịu đủ 50 gậy cô sẽ cho ta biết cô lại cô phải giữ chữ tính đó nè đánh đi các ngươi không phải muốn đánh ta sao mau ra tay đánh ta đi chuyện hy hữu ngày nào cũng có nhưng hôm nay nhiều thật người đòi mạng thì gặp rồi người đòi an đòn thì chưa các ngươi còn chờ gì nữa đánh cho ta <laughs> gậy sát quy này quả nhiên là đặc chế cẩu quan dùng gậy sát quy đặc chế để đánh người nếu như đánh chết người là tội chết đó gậy sát quy là đặc chế hả các người đúng là tàn ác mà không những là đặc chế đầu gậy còn ẩn ánh sáng xanh nữa ẩn ánh sáng xanh vậy tức là có độc mau thả ta ra hòa thượng ngươi mới hiểu ra sao bọn người này thật ra không phải người của quan phủ là người muốn giết chúng ta giả dạng đó <cười> <cười> <laughs> nếu như các vị còn làm khó tiểu tăng tiểu tăng sẽ không khách sáo nữa lên cho ta <laughs> Lão đại, tỷ đến rồi hả? Dù các ngươi có thoát y trước mặt đại sư Cũng không thể mê hoặc được đại sư đâu Tại vì mùi hồ ly trên các ngươi Đúng là quá nặng Đại sư là người đã tu hành nhiều năm Đều yêu thích là vẻ đẹp nội tâm Ta nói có đúng không Xấu đẹp trên đời này vốn dĩ không nằm ở vẻ bề ngoài Mà là nằm ở nội tâm Hiền lành trong lòng có Phật Thì sẽ rất đẹp Ta luôn kính trọng hòa thượng Đặc biệt là lão hòa thượng đức cao vọng trọng như ngài đây Trên đời này nam nhân thích nữ nhân Đều là nhìn diện mạo Chỉ có đại sư thông qua lớp da Nhìn nội tâm con người Trong mắt đại sư cho dù là bà lão da dẻ nhăn nheo như ta Cũng có thể không khác biệt gì so với nữ nhi đôi mươi Có đúng vậy hay không? Chỉ cần chịu buông bỏ đồ đau Thì nét mặt sẽ rạng ngời Ngài không cảm thấy ta vừa già Lại vừa xấu hay sao? Trong mắt lão nạp Chỉ có thiện và ác Trước đây ta đã giết không ít người Họ đều là người vô tội Phật tổ có tha thứ cho ta không? Phật tổ sẽ tha thứ tất cả những người chịu hối cải Ta đồng ý chấp nhận Phật tổ Đại sư Ngài chịu chấp nhận ta không Ta có thể buông bỏ đồ đau Từ nay không giết thêm một ai Chỉ cần ngài chịu hoàn tục Sau này chúng ta sẽ là một đôi phu thê dân du Sao hả Thứ lỗi lão nạp không thể đáp ứng Tại sao ngài không thể đáp ứng Chẳng lẽ ngài không thể hy sinh đạo hạnh của mình Để cứu giúp sinh linh thiên hạ sao Ta có thể khiến thi chủ không hại người Nhưng mà ta không thể thành thân với thi chủ Ngài hãy nghĩ cho kỹ Ngài không có bất cứ lựa chỗ nào khác đâu Tuyệt cảnh trước mắt Không phải là tuyệt cảnh Chỉ có chết chóc trong lòng ta Mới là tử vong thật sự Đại sư Trong bao năm qua Lúc nào ta cũng muốn tìm một người ta yêu Một người hiểu ý ta Hôm nay ta đã tìm được Ngài không muốn cứu giúp ta sao Đúng rồi Lão đại Tiểu hòa thượng sao rồi Bị đệ đánh rơi xuống tung lũng Chắc là bây giờ đã biến thành tương rồi Ý thành a di đà phật lão già kia bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi lão đại bọn đệ đều đang chờ tỷ đến để tỷ quyết định ai là người sẽ giết lão hòa thượng này lão phải chết dưới tay của ta các người cũng không được động đến lão chẳng lẽ lão đại cũng có hứng thú với lão hòa thượng này sao được vậy bọn đệ sẽ tặng thủ cấp của lão hòa thượng này cho lão đại đem đi lãnh thưởng bây giờ ta vẫn chưa muốn giết lão tại sao vậy đã lâu lắm ta không gặp được người khiến cho ta động lòng lão giống như thịt đường tăng biết đâu sau khi ăn ta sẽ được trường sinh bất lão <laughs> dừng tay hòa thượng người hãy nhìn hắn là ai lục sư đệ <laughs> Thi chủ sao lại bắt lục sư đệ ta còn dám du khống bổn quan bắt giữ hòa thượng đại sư nói rồi trong vòng 7 lần mươi ngày này Tìm một cao tăng có duyên với bổn quan đến bảo vệ bổn quan cẩu quan vẫn còn bị chuyện sao hòa thượng ngươi tin không thí chủ xin thí chủ thương tình thả sư đệ ta ra đi muốn ta thả hắn cũng được nhưng các người phải đưa ta chịu trói được làm đi không lại thả sư đệ ta ra vốn dĩ hai người họ có thù quán với ta người giết chết họ ta khỏi phải ra tay nữa bây giờ bổn quan vẫn chưa biết câu nào của ngươi là thật Câu nào là giả Những lời trước đó đều là giả Câu này mới là thật tuyệt đối nè Ngươi biết ta là ai không Ta mặc kệ ngươi là ai Sau khi ta bắt giữ ngươi Ta sẽ cho ngươi nếm thử 10 cực hình của mãn thanh Ngươi sẽ ngoan ngoãn nói cho ta biết Họ tên ngươi là gì Và từ đâu đến Ngươi cảm thấy đám giá áo túi cơm này Có thể bắt được ta không Hòa thượng Nếu ngươi không bắt được điêu phụ Thì ta sẽ giết hắn Thế chủ Tuyệt đối đừng làm hại lục sư si đại ta Vậy thì mau ra tay đi Thế chủ Xin đắc tội <laughs> Lục sư đệ Lục sư đệ Đệ đang ở đâu Hòa thượng Thầy bị người ta bỏ thuốc mất trí rồi sao Lục sư huynh không thể nói chuyện Chẳng lẽ thầy quên rồi Công chúa Ta rất lo cho lục sư đệ Ta đã bị bỏ thuốc Không thể nào vận dụng vô công Bây giờ toàn thân không có sức công chúa cô vẫn ổn chứ ta cũng như các vị toàn thân không có sức chỉ nghe thấy tiếng lũ chuột cắn lộn trên nóc nhà trong lúc thầy và lục sư huynh bị bắt vào đây ta đã bị bọn sa tạc đó điểm quyệt ngủ mê man chúng ta bị bỏ thuốc như thế nào đến nơi này như thế nào ta hoàn toàn không biết xem ra lục sư đệ cũng có cùng cảnh ngộ với chúng ta cuối cùng nơi này là nơi quỷ quái nào chúng ta bị bịt mắt ngay cả ban ngày hay ban đêm đều không nhận ra may là phò mã và thất sư đệ đã thoát ra ngoài sau khi họ tìm được nhị sư huynh và bác sư huynh Chúng ta sẽ được giải cứu Bác sư đệ đã bị người ta đầu độc Chắc chắn cũng đã theo bọn sa tạc đến đây Nhưng mà ngũ độc quân đệ và thất sư đệ Không biết vị sư đệ đang ở đâu Thật ra không tìm được đâu Chẳng lẽ ý của thầy là Chúng ta chắc chắn phải chết sao <laughs> cẩu quan để xem ngươi còn lấy gì để uy hiếp ta nếu còn không đưa ta chịu trói ta sẽ giết chết hắn trí nhớ của ngươi tệ thật ta đã nói với ngươi rồi hai tên hòa thượng này vốn dĩ có thù quán với ta cho nên, ngươi không giết, ta cũng sẽ giết chết thôi. Trừ khi bây giờ ngươi giết tên hòa thượng đó, ta mới tin lời ngươi nói. Chủ tử của các ngươi, có phải cũng không thể để lộ gương mặt thật hay không? Rốt cuộc ngươi là ai? phụ, nếu ngươi còn đến gần, ta sẽ giết hắn đó. Ta là ai, chỉ có thể nói với một mình ngươi thôi. Hòa thượng, mạng sống sư đệ của ngươi đang nằm trong tay ngươi đó. hòa thượng à ngươi đừng thờ nữa cho dù ngươi giết ta bọn họ cũng không tha lục sư đệ ngươi đâu nhưng nếu không bắt giữ cô lục sư đệ ta sẽ gặp nguy hiểm ngươi bắt giữ ta bọn họ cũng sẽ lấy mạng lục sư đệ ngươi để uy hiếp ngươi mà thôi chẳng lẽ người muốn tự cắt đứt kinh mạch hay sao? Hơn nữa người đừng quên, nếu lục sư đệ ở sát mã trấn, vậy thì đại sư huynh, thất sư đệ, bác sư đệ, công chúa và ngũ độc biết đâu cũng ở sát mã trấn. Còn có dạng thọ sơn và băng ngọc nữa. Nếu hai chúng ta đều chết ở đây, vậy thì ai sẽ đi cứu họ đây? Tiểu tăng hồ đổ mất rồi. <laughs> di đà phật cấp đại nhân ơi cấp đại nhân tuy ông có gia tài vạn quan thế thiếp đầy đàn còn dấu hoàng thượng tự khai thác bỏ là một tham quan không hơn không kém không nể tình ông dẫn khách sáo với ngũ độc này không như cao đại nhân chó ý thấy người hiếp hiền sợ ác cho nên hôm nay ngũ độc này sẽ tiễn ông chặn đường cuối cùng hy vọng kiếp sau ông sẽ là một vị quan thanh liêm đừng giống như kiếp này nữa có số tham không có số xài chết ở tha hương không có kết cục tốt cũng không có hiếu tử hiền tôn mặc đồ tăng lễ cho ông nhưng ông cũng đã được hưởng phước Cũng đã chịu khổ rồi Còn có ngũ độc này tiễn đưa ông Tiểu hòa thượng Cậu hãy đọc kinh sư độ cho ông Chắc là ở nơi chính suối ông cũng có thể nhắm mắt rồi Cô hứa với ta là không tùy tiện giết người Sao cô không giữ lời Dù ta không giết họ Trở về họ cũng phải chết thôi Cô đã giết hết bọn họ Chúng ta hỏi ai nữa đây Bây giờ mất hết mình mối rồi dù có cho ngươi biết đáp án cũng là giả thôi Làm sao cô biết là giả Ta thấy ngươi thật sự không chịu hiểu đó Ta thà tin giả còn hơn Tốt hơn bây giờ Cái gì cũng không biết Ai nói là không biết Ít ra Bây giờ chúng ta đã biết Sát mã trấn này không phải của quan phủ Hơn nữa rất có khả năng là của thiên địa hội miền nam Hoặc là của tây lỗ thiên hội Còn công chúa, ngũ độc và các hòa thượng Cũng có khả năng bị họ bắt tới sát mã trấn rồi Cho nên dạng thọ sơn và băng ngọc công chúa Cũng rất có khả năng đang ở sát mã trấn Cho dù họ đều đang ở sát mã trấn Bây giờ ai dẫn chúng ta đi tìm họ đi Người biết sự thật đều bị cô giết hết rồi Người ta giết đều là người đáng chết Cô giết hết bọn họ Thì không thể mượn tay người khác trừ khử ta nữa Ta đã mượn tay người khác trừ khử ngươi như thế nào Lúc ở doanh trại ngạc dĩa ra tư Cô muốn mượn tay quan binh trừ khử ta Bây giờ cô lại mượn tay nha dịch trừ khử ta Nè nếu ta chết nhiệm vụ của cô thật sự hoàn thành sao Người nói không sai Sao cô không đích thân giết ta đi vốn dĩ ta rất muốn làm như vậy Nhưng mà ta vẫn cảm thấy người khác thay ta trừ khử ngươi sẽ tốt hơn Cũng có nghĩa là cô nhận thấy ta là một người không đáng chết ngươi càng lúc càng thông minh rồi cô không sợ ta tiên hạ thủ di cường giết cô sao ngươi sẽ không giết ta tự tin như vậy hả ngươi là hòa thượng cho nên ngươi sẽ không giết ta đúng không chúng ta ở bên nhau chỉ có ta giết ngươi chứ không phải ngươi giết ta cứ tự cho là đúng đây cũng là học ở ngươi thôi ngũ độc huynh đệ đều tại huynh khiến sư huynh bọn đệ thất lạc nếu như sư huynh bọn đệ xảy ra chuyện gì Phật tổ sẽ không tha cho huynh đâu Như vậy ta cũng không sợ Huynh không sợ điều gì Ta không sợ Phật tổ Huynh dám không sợ Phật tổ sao Đúng vậy Phật tổ có gì mà phải sợ Cậu nghĩ đi Phật tổ đang ở thế giới Tây Phương cực lạc Ở đây chúng ta xảy ra chuyện gì làm sao ngài biết được Không nhìn thấy thì ngài không quản được Phật tổ có thiên dạng tai mắt Chuyện trên đời này Không có chuyện gì mà ngài không biết Vậy vậy ta cũng không sợ Tại sao vậy Tại vì Phật tổ có lòng từ bi Chúng ta có phạm phải lỗi gì Ngài cũng sẽ tha thứ cho ta Không trừng phạt ta đâu nếu ngày trừng phạt ta thì không từ bi nữa Ngũ độc huynh đệ Huynh không thể lợi dụng sự từ bi của Phật tổ để làm chuyện xấu Ta làm chuyện xấu rồi sao Hả Ta đã làm chuyện gì xấu Con mắt nào của cậu thấy Hả? Cả đời ngũ độc này Phiêu bạc khắp nơi Không cha không mẹ Kể đến chuyện xấu ta đã làm mấy lần Nói như nói chuyện xấu nhất Cũng chính là trộm cắp Trộm cắp mấy con ngựa mà thôi Ngũ độc huynh đệ Huynh trộm ngựa sao Trộm mấy con ngựa Mấy con ngựa còn ít hả Vậy có gì đâu ở miền Tây khắp nơi đều là ngựa Tùy tiện dắt một con cửa cho vui Chúng chỉ không phải trộm cắp Đúng là hết thuốc chữa rồi Cậu thì biết cái gì Đồ con nít hey, Kể đến chuyện xấu đó chính là Ta rất dễ bị nữ nhân bám theo đó Để không nhận ra Không nhận ra sao Ờ Cậu quên rồi hả Anh qua cô nương Trong lúc chúng ta vừa mới gặp nhau Cô luôn bám theo ta Đi đến đâu cô cũng, cũng bám theo quỳnh bám theo người ta thì có à, à, Con nói sao đi nữa Anh qua cô nương là người yêu đầu tiên của ta Là mối tình đầu Hai ta giàu sinh ra tử Nương tựa vào nhau Ai, Tiếc là bây giờ cô đã mất tích rồi Cũng không biết Cô lấy chồng hay chưa nữa Để cũng nhớ anh qua cô Nương Cậu cũng nhớ cậu hả Cậu nhớ và ta nhớ có thể giống nhau không Sao lại không giống nhau Với ta gọi là tình yêu Còn với cậu Bất quá cũng chỉ là tình bạn mà thôi Tình yêu và tình bạn có khác biệt gì Khác biệt lớn lắm à Ai, để sau này cậu trải qua thì cậu sẽ biết ngũ độc huynh đệ vậy chừng nào để mới có được tình yêu cậu lớn xíu nữa đi đợi để lớn chừng nào thì cậu lớn chừng à, Ê... 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 trời khó quá cậu đừng nghĩ nữa kiếp này cậu đừng nghĩ tới nữa ngũ độc huynh đệ có phải huynh xem thường người khác không ta xem thường cậu sao ta xem thường cậu hồi nào huynh có tình yêu sao đệ không có tình yêu huynh <laughs> đây không phải xem thường người khác sao được <laughs> hay hay cậu muốn có tình yêu thì hãy tìm tình yêu của cậu đi cậu cũng là một sư phá giới Quên mới là sư phái giới đó Đi thôi Thế à. chủ Có ở trong đó không? Ông có ở đó không? chủ Dư hơi thật đó Nha. Người bị điếc hả Không nghe thấy bọn ta gõ cửa sao Nữ hiệp Năm nay lão đã 58 tuổi Vẫn chưa cưới người nào Lão chỉ có một mái nhà tranh Một cây gút cũ kỹ Lão mắc bệnh nan y Không thể sống lâu Cho dù hai vị bắt lão đi làm khổ sai Cũng không có bao nhiêu sức lực đâu Chỉ lãng phí lương thực mà thôi Nhìn đã biết không thành thật Nói thật đi Đúng rồi L Lan Trung còn nói với lão Bệnh của lão Là truyền nhiễm Xin nữ hiệp hãy tha cho lão Để tranh làm bẩn tay của nữ hiệp Là bệnh lao hả Dạ đúng đúng Vậy sao không thấy ngươi ho Cắn lưỡi đau lắm phải không Có phải như vậy không Ê, nè. Hòa thượng ngươi làm gì vậy Ta vẫn chưa hỏi xong mà Được rồi Để ta Lão ba Ta muốn hỏi thăm thi thể trên giá gỗ trước cổng thị trấn có phải người của quan phủ giết không kêu mụ hung dữ này ra ngoài đi à ở đây ta sợ lắm cô nương phiền cô tránh mặt một chút đi tránh mặt thì tránh mặt Giờ xem một mình quà thử ngươi có thể hỏi được điều gì hay không Hừm. lão bá mời đứng dậy À, 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 vừa rồi vì quá sợ hãi Bây giờ thì không sao rồi à, Đúng rồi Vừa rồi à, thầy định hỏi gì vậy Vừa rồi ta hỏi Thi thể trên giá gỗ ở trước cổng thị trấn Có phải là người của huyện Nha Giết hay không Ta nghe họ nói thi thể đó là quan viên đại thanh Còn chuyện có phải người của huyện Nha Giết không Thì ta không biết Lão bá à Không giấu gì không Ta và cô gái vừa rồi Chính là người thoát khỏi huyện Nha đó Ông không biết đó thôi Người trong huyện Nha đều là người xấu giả dạng đó Người xấu giả dạng à Hòa thượng thầy đừng có nói bậy tội chém đầu đó đúng rồi vừa rồi thầy nói hai người vừa mới thoát khỏi quyện nha vậy hai người có khi nào là đào phạm không à, là bá hiểu lầm rồi ta là đệ tử của thế long tự vậy thầy có thể giúp ta múc một gáo nước uống cho bớt sợ hay không à, được ờ à. à. mặc đi! đây Sư huynh lại cản ta Shhh. Ta cảm thấy không được ổn lắm Không ổn ở điểm nào vậy Có thể bọn họ đều đang ở trong đó Vậy thì đúng rồi Đúng kỹ gì Vấn đề là lão bác không được bình thường Tại sao đột nhiên thể như bị điên dưới hết người của mình vậy Có phải thể ấy đã phản bội không Huynh muốn nói bác sư đệ đã phản bội sao Trong lúc bạch đại nhân chết Nó trong số chúng ta có phản đồ Lúc đầu ta nghi ngờ đại sư huynh Nhưng bây giờ ta bắt đầu nghi ngờ lão bác <laughs> Ta không tin bác sư đệ là phản đồ Chúng ta đã chung sống bao năm nay Ta hiểu đệ ấy nó nhảm Tri nhân tri diện bất tri tâm đó Sao huynh cũng giống như cao đại nhân Nghi ngờ mọi chuyện vậy Bây giờ Tình hình rất là phức tạp Không thể không như vậy Hít. Hả Lên à. Lạ thiệt Tại sao lão bác Đứng ở trong đó một mình chứ Chẳng lẽ kẻ địch đang dùng kế không thành Kế không thành là gì Kế không thành tức là vào thời Tam Quốc Tuy gia Cát lượng không có binh lính trong tay Nhưng lại mở cửa thành Đến đàn ca hát trên cổng thành Quân địch sợ đến không dám tấn công Gia Cát lượng Giả này còn xảo quyệt hơn cả ta đó Chẳng lẽ bác sư đệ chính là gia Cát lượng Cậu nhóc kia học ở đâu vậy Nếu huynh không la cà khắp nơi Huynh cũng có tích sự đó Cái gì mà la cà khắp nơi Ta đây là dân du bốn biển Chẳng lẽ trong trang viện không có người Rất có khả năng nhưng lão bác làm gì trong trang diện Còn có một khả năng khác Chính là Muốn đọc huynh đệ chính là cái gì Quỳnh mau nói đi Chính là Sau khi lão bác đi theo quân địch Thầy ấy cố tình đứng trong trang diện Để chúng ta nhìn thấy Và chúng ta vào trong Không thể nào Bác sư đệ còn lâu mới là hạng người này Vậy tức là thầy ấy bị quân địch đầu độc rồi ừ. Câu này có lý lắm Nhưng mà Các sư huynh đệ và công chúa họ cuối cùng đang ở đâu Có khi nào đang ở trong căn nhà đó không Căn nhà đó hả Nè có khả năng lắm Vậy ta sẽ cứu đệ ấy Cứu thầy ấy Chỉ dựa vào hai ta sao Người nhỏ người ấm Nếu chúng ta xong vào trong Mất mạng vô ích không nói Chắc chắn không thể cứu người ra đâu Hơn nữa Cậu đối mặt với bác sư đệ Cậu có thể ra tay không Dù cậu có thể ra tay Cậu có thể đánh lại thầy ấy không Vậy phải làm sao Làm sao hả Chúng ta hãy vào trong thăm dò rồi hãy nói Đi à. Thế chủ Đây là ý gì Hòa thượng Ngươi là người thông minh Sao không đoán ra vậy Tiểu Tăng không biết Xin thí chủ nói rõ Các ngươi là đào phạm trốn khỏi quyện nha Còn nói dối người trong quyện nha là kẻ xấu giả dạng Là thật hay giả Lát nữa giải ngươi đến quyện nha rồi nói Thí chủ chưa biết đâu Trong quyện nha đã không còn ai nữa rồi Không còn sao Chẳng lẽ đều bị ả hung dữ kia giết rồi à Ông hiểu lầm ta rồi Hiểu lầm hay không Hãy để quan quyện lão già phán đoan Thí chủ à Tiểu Tăng đã nói rồi Lão quyện nha là giả Ông ta bỏ trốn lâu rồi Vậy thì hãy chờ quyện lão gia trở về giáp mặt đối chất đi Đừng lãng phí sức lực nữa Đây là tượng Phật của Như Lai Tây Thiên Nếu ngươi kiên quyết phá hoại Thì tội đó sẽ lớn bằng trời Kiếp này và kiếp sau của ngươi Có sinh tử luân hồi cũng đừng hồng tu thành chánh quả à, Nhanh lên Trời ơi chết rồi Đi phát hiện rồi Để yểm hộ huynh, huynh thoát ra ngoài đi để Thoát gì nữa không thoát được rồi Đánh đại đi